Vâng, bên Tâm vừa mới về một sản phẩm mới tinh là con Vios 2017 tháng 12/2017 số sàn bản đủ cô chú anh chị ạ. Và hôm nay Tâm sẽ review lên để chào bán cho cô chú anh chị con xe này, để nhằm phục vụ bà con. Thì Tâm liên tục tìm những sản phẩm tốt chuẩn chất lượng để về có sản phẩm mà bán cho bà con vui xuân đi Tết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Tâm lựa chọn những sản phẩm là độc đáo, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, là Tâm sẽ chọn lựa về salon của mình để nhằm phục vụ bà con, để cho cái uy tín của mình và cái chất lượng của doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Nên Tâm sẽ lựa chọn những sản phẩm thật là ổn định về mặt chất lượng sản phẩm và về mặt giá thành thị trường và về mặt bảo đảm an toàn cho cái bên khách hàng của mình, là phải có một cái tính năng cạnh tranh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng của mình. Thì đây là một sản phẩm chuẩn mực để Tâm sẽ review cụ thể và cặn kẽ lên cho cô chú chị nhà mình xem coi có thấy hợp lý hay không nha. Nếu mà hợp lý thì cô chú chị hay gọi điện trực tiếp cho Tâm theo số điện thoại là 0917 215512, là con Vios E số sàn sản xuất năm 2017, bên Tâm bán là 338 triệu nha. 338 triệu là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị và các bạn. 338 triệu đăng ký tháng 12/2017, đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ. Xe này Tâm bao rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Còn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì Tâm bao công chứng ký giấy, bao rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị và các bạn cho con Vios E số sàn bản đủ 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện kết hợp xi nhan gương, máy móc là zin nguyên, nước sơn bên ngoài thì còn cũng khá là nhiều ha. Bắn tút thì phải có thôi, xe cũ thì không có tránh được cái sự bắn tút của xe. Cái quan trọng là chất xe nó phải còn nguyên. Xe này thì một chủ mua mới gốc thành phố Hồ Chí Minh, mua vào lúc là tháng 12/2017, còn vài ngày nữa là qua 2018 cô chú anh chị nha. Sơn zin bên ngoài cũng còn rất là nhiều, đặc biệt là thân vỏ là liền lạc và sạch sẽ. Bốn vỏ cũng còn rất là ok cô chú anh chị nè. Đó, bốn vỏ còn rất là ok. Đăng kiểm thì vừa mới hết, thì bên Tâm sẽ bao đăng kiểm mới cho cô chú chị và các bạn luôn nha. Còn nếu không thì Tâm để lại cho cô chú chị các bạn tiền để về nhà mình sang tên rồi mình đăng ký luôn, ra cái đăng kiểm cho nó giống với lại cái cà vẹt biển số luôn, thì cái đó là không thành vấn đề. Cái đó là vào việc đi, Tâm sẽ tính cho. Còn cái xe này thì Tâm bao cho cô chú chị nè, ngon, êm, chuẩn, rin đó. Dùng những danh từ đó để cô chú chị dễ hiểu được cái sản phẩm nó như thế nào nha. Ngon có nghĩa là xe này là chưa có bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước, không có bị va quẹt cọ gì hết, là ngon đó. Và giá thành thì rất là cạnh tranh ở thị trường hiện nay. Mà Vios 2017 2018 mà bên Tâm bán 338 triệu thì cô chú chị cũng biết ha, sản phẩm bây giờ mua vô á là phải 32 32 mấy mới có xe, 32 32 mấy mới có xe, về dọn dẹp hồ sơ hồ siết nữa, thì thật sự là xe này phải 32 mấy 33 mới có xe mua đó. Còn nếu mà rẻ nữa thì chắc xe cũng là dịch vụ taxi gì đó mới có xe. Thì Tâm mua xe này về bán cho cô chú chị là 338 triệu. Xe thì chưa có lên đồ chơi gì hết, còn mộc mạc nguyên zin, màn hình chưa có, chìa khóa còn đủ hai cái, cũ số qua lăng thì khá là đẹp, nội thất thì bọc da đó. Xe gia đình, không có kinh doanh dịch vụ, không có grab taxi gì nha, không có khoang đục, không có gì hết. Đây cô chú chị mình nhìn hai cái góc qua lăng nè, rất đẹp nha, hai góc qua lăng rất đẹp, vô lăng đẹp, tắp blue tắp bi đẹp đó. Nói chung là một con xe ổn định và chuẩn mực, thì bên Tâm bán là 338 triệu. Nếu cô chú anh chị mua trong thời điểm này thì vẫn vẫn có hồ sơ giấy tờ để kịp mình đi Tết luôn, còn nếu không thì qua Tết mới sang tên được nha cô chú anh chị nha. Qua Tết mới có xe để mới 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 sang tên được, bởi vì công an chỉ còn làm một vài ngày nữa thôi. Nếu mà cô chú anh chị mua tranh thủ trong nay mai thì có thể là sang tên kịp thời nha. Và con xe này bên Tâm bán cho cô chú anh chị là 338 triệu, là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc nha, hỗ trợ rút hồ sơ gốc và hỗ trợ đăng kiểm luôn nha, hỗ trợ đăng kiểm nè, rút hồ sơ nè. Chất xe thì nguyên đẹp nha, 338 cô chú chị nhớ nha, 338 Vios E 2017. Chất xe là rin rin và đẹp, không có lỗi làm gì đây hết ha, không có lỗi làm gì hết. Và Tâm bao cho cô chú chị nhà mình luôn nha, chất xe thì miễn bàn. Đây cô chú chị bà con nhìn ha, đó, trần 5D, ghế bọc da, nội thất thì cái ghế này hơi dơ, đang sử dụng tốt nhưng mà nó hơi dơ. Này bên Tâm sẽ có trách nhiệm là giặt giũ và chùi lau cho cô chú chị. 338 triệu nha, lưu ý là 338 triệu Vios E 2017, cuối 2017, còn có 2-3 ngày nữa là 2018 là sản sinh ra con xe Vios E 2000 Vios E
bản đủ 4 thắng đĩa ABS. Xe này thì chủ xe người ta sơn lại cái mâm màu đen đó, nhìn cho nó cứng cát ha cô chú anh chị ha. Còn nếu không thì mình có thể sơn lại màu bạc, cái chuyện nó không có lớn không. Cái mâm là cái chỉ sử dụng chạy ở dưới đất thôi nên mình không có quan trọng quá vấn đề. Nguyên cái xe màu trắng mà để cái mâm màu trắng nữa thì nhìn nó hơi yếu, nên chủ xe người ta có ý định là sơn lại cho nó chắc chắn cái dàn chân. Còn nếu mình không thích thì mình cứ sơn lại màu bạc là chuyện bình thường. Nếu cô chú anh chị thích thì bên Tâm sẽ nhận lãnh sơn luôn cho mình không, để Tâm bao luôn cái phần đó khỏi tốn tiền. À, cái đó không có thành vấn đề nha, chỉ quan trọng là cái chất xe thôi. Và chất xe này thì khỏi phải nói rồi, từ cái keo chỉ nè cho đến cái táp lô táp bi, nói chung là mọi thứ hoàn hảo và rất là đẹp. Tâm bao cho mình luôn, rất là đẹp nha, táp lô táp bi nè, khá đẹp luôn. Và đây là những cái công tắc công tiết đâu ha. Đây năm sản xuất nè cô chú anh chị mình thấy không, đây năm sản xuất là cuối 2017 ha. Đó, không phải cuối trong đây đâu, đâu có đợi cuối hay đầu đâu. Sản xuất là năm 2017 nhưng mà đăng ký và lăn bánh là tháng 12 2017, cuối 2017, còn ở 1-2 ngày nữa qua 2018. Đó, xe thì đăng ký gần đây nên chắc xe nó còn mới. Mình mua xe đời càng mới thì chắc xe nó càng tốt, chỉ vậy thôi. Là cái quá trình sử dụng nó ít đó, cô chú anh chị thấy nè, góc qua lăng qua đầu ha, táp lô táp bi là rin hết nha, 100% là không lỗi, không có dịch vụ kinh doanh, không có grab taxi gì hết. Gương gập điện và chỉnh điện nha. Đây, kích hợp xi nhan gương gập điện. Đó. 4 thắng ABS luôn ha, 4 thắng đĩa ABS luôn. Và chất xe thì khá là đẹp và máy là im ru và rù luôn. Nhìn cái đĩa là mình biết cái chất xe nó như thế nào nha cô chú anh chị nha. Nhìn cái đĩa rất là bóng, bóng hới luôn ha. Đó. Vỏ dép là còn ngon, vỏ còn 70 trở lên. Và Tâm sẽ cho nhà mình coi luôn cái bộ gầm ha. Đây, cái hệ thống gầm nè. Khá là chắc nha. 338 triệu. Bản đủ số sàn 2017. Một chủ mua mới từ đầu. À, đã vận hành trên quãng đường là 80.000 km. À, đã vận hành được 80 km. 80.000 km tương đương với 8 vạn cô chú chị nha. 8 vạn. À, 8 vạn rồi còn gọi là 80.000 á. 100% là không lỗi nha. Cabo cốp cửa chưa có mở bất cứ một con ốc nào hết, chứng tỏ là xe này nó không lỗi thì mới chưa mở nha. Còn nếu nó lỗi là mở ra hết ha cô chú anh chị mình thấy nha. Chất xe thì rất là đẹp, rin hết từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới luôn, không có một cái điểm yếu và một cái điểm khuyết nào hết. Tâm cho cô chú anh chị bà con mình nhìn nha, chất xe nè, lòng dè bọng dè nè, xương sậu nè, vỏ dép nè, cô chú anh chị thấy ha, đồ nghề đồ vết là đầy đủ nha. Thùng bọng là mới nguyên ha. Cô chú chị nhớ lưu ý cho Tâm nha, 338 cho con Vios E, sản xuất năm 2017, một chủ mua mới từ trong hãng luôn. Chất xe thì rin từ A tới Z, phát hiện lỗi là Tâm chịu hoàn toàn trách nhiệm ha. Tâm sẽ nhận lại xe nếu như mình tả không có đúng sản phẩm. Tâm sẽ nhận lại cho cô chú chị và các bạn. Nếu như bên Tâm tả sai, nói chung là Tâm sai là Tâm phải chịu trách nhiệm. Còn về mặt giấy tờ hồ sơ được không? Chạy xe này vô hả? Chạy xe. Đó em chạy xe kia kìa, nhân đô nó phụ. Về mặt hồ sơ giấy tờ thì cô chú anh chị mình khỏi lo, tại bên Tâm bán là phải có trách nhiệm chứ, khách hàng biết ở đâu mà rút hồ sơ với lại sang tên. Thì bên Tâm là có trách nhiệm là bao rút hồ sơ gốc. Còn nếu như cô chú anh chị mà không có đi ký giấy được, không có mà đi đến cơ quan công an để lấy biển số được á, thì Tâm sẽ nhờ một cái đơn vị thứ ba. Thì cái đó mình tốn thêm một cái khoản chi phí cũng nhỏ thôi, ví dụ như là tốn thêm khoảng 2 triệu đồng nữa, ví dụ vậy là mình khỏi phải đi không. 2 triệu 3 triệu tùy theo cái nơi anh em người ta lấy cao lấy thấp, nhưng mà Tâm lãnh cho cô chú chị 2 triệu nữa cũng được. Là có hai cái mức để mà đến công an để lấy biển số. Cái mức thứ nhất là phí gọi là thuế trước bạ thì bên cô chú chị sẽ hoàn trả. Còn cái mình tự đi làm thì đâu có tốn gì đâu. Cái xe này ví dụ đi, xe này mà sang tên mà Tâm đã bao hồ sơ rồi á, thì bà con cô chú anh chị mình đến cơ quan công an sang tên nó khoảng chừng 6 triệu à không, còn đưa dịch vụ làm thì 8 triệu đó. Nói vậy đi cho nó nhanh gọn lẹ, nếu mà mình tự đi làm thì tốn khoảng 6 triệu bởi vì hồ sơ Tâm đã bao rút rồi. Cô chú anh chị đến chỉ đóng thuế khoảng 5 triệu với lấy biển số 1 triệu nữa 6 triệu, đưa dịch vụ thì 8 triệu, xe thì Tâm bao riêng. Cái lòng dè và cái bọng máy này thì nó nói chung là lâu ngày á thì nó không có được sạch sẽ thôi, này về rửa ráy ra cây mới à, nhưng mà nó chất riêng lắm. Và nhớt nè, nhớt vàng ươm luôn, chứng tỏ cái máy này rất là mới nha cô chú anh chị nha. Cái máy này bên trong nó còn mới lắm và nó không có
không có nghi ngờ ở cái vấn đề mà ngập nước đâu nha. Chất xe quá mới à, thật sự là rất là mới nha. Cái máy rin, đây là cái cục sinh gươm máy này chưa được tháo rớt nè, và đây là những con ốc nắp cò nè, chưa có tháo gỡ gì hết. Máy này thì nó rất là mộc mạc và bụi bặm nha. Cái này là về thì có thể mình rửa ráy cái là xịt dầu lên cái là nó mới thôi, nhưng mà chưa có thời gian để làm. Xe vừa mới về bên ô tô Duy Tâm lúc chiều hôm qua, thì hôm nay Tâm quay lên để cho cô chú anh chị bà con mình xem trực tế, thực tế luôn ha, trực tiếp và thực tế luôn. Chất xe thì khá là đẹp, đặc biệt cái máy rất là êm. Máy êm và nổ đều là chứng tỏ cái xe nó còn ổn định nha. Máy êm ru luôn và nổ rất là đều đó, chứng tỏ là xe rất là ổn định. 338 triệu cô chú anh chị nha. Vios E sản xuất năm 2017, một chủ mua mới từ đầu, biển thành phố Hồ Chí Minh. Bao rút hồ sơ gốc nè, bao đăng kiểm mới nè, và bao luôn vận chuyển cho cô chú anh chị nha. Bao rút hồ sơ, bao đăng kiểm, bao vận chuyển, ở cự ly khoảng 100 km trở lại là Tâm bao luôn vận chuyển nha. Xa hơn thì mình có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chất xe thì bao rin từ đầu tới cuối, che chạy im ru từ cái gầm cái máy cho đến động cơ cho đến con số, nói chung là mọi thứ hầu như là chất lượng hoàn hảo, ổn định, không có một cái vấn đề gì hết. Nếu có vấn đề thì Tâm báo luôn ở tại đây, chứ để về cô chú anh chị phát hiện ra vấn đề thì bên Tâm cũng phải chịu trách nhiệm, cũng phải sửa chữa, cũng phải tốn tiền. Thì cô chú anh chị mình cứ xem thực tế hoặc là ngồi tại nhà, Tâm sẽ đưa xe xuống cho nhà mình coi. Còn nếu như cái bánh mâm này hồi nãy Tâm có đề cập rồi, nếu như mình không thích màu đen thì Tâm sẽ làm lại cái màu rin của xe ngày xưa. Còn nếu như mình thích màu đen thì Tâm sẽ rửa ráy và dọn dẹp gọn gàng lại một tí xíu nữa là cái mâm này cũng khá là đẹp rồi ha. Và Tâm cũng xin chốt đơn ở đây là 338 triệu nha. Còn cô chú anh chị mà có thắc mắc hay là có cái nhu cầu gì thêm á, thì xin hãy gọi điện trực tiếp cho bên Tâm là 0917215512 nha, 0917215512. Đến ngay salon ô tô Di Tâm em, địa chỉ là ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nha. Tâm xin kết thúc video và xin chào tạm biệt ạ.